chào tất cả các bạn. Đây là một gợi ý nhỏ tất cả các bạn về mùa hè nhá. Các bạn còn băn khoăn về hè này mình chưa biết dùng màu gì này, thì đây nó là một cái gợi ý rất là sáng suốt cho tất cả mọi người. Tông màu rêu, rêu khói, rất là trẻ trung và không mất đi độ chỉ tin. Tác phẩm được thực hiện tại Sơn Tuyền Nguyễn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.